Rồi, chào tất cả các bạn thủ nha. Bác Trùm Nam quay trở lại video ngày hôm nay. Video ngày 28 tháng 10 nha anh. Thì video lên tổng cộng đây cho mình là hai con máy nha và 24 mẫu cần. Thì em giới thiệu sơ lược ở đây thì có mình hai con máy. Một con Beermaster 4000 nha, Japan và một con Thái Lan Cardio Kit của Đài Loan. Thì cần thì có những dòng như là ISO khoen nhỏ, khoen lớn, những dòng như là từ Kenlab nha này, Kenlab Đài Loan. Độ dài cần là từ 3m, 4m này, 5m4 nha. Những dòng như cứng 1, cứng 2, cứng 3. Đây, có nên 6m3 cho mình, những dòng là phôi hai da và khoen xít nha. Cường lộc thì ở đây sẽ có những dòng như từ 3m9 cho tới 4m5 nha. Đây, 4m đều có. Những dòng như là cứng từ EX nha này cho tới CS cho mình. Đây, Slider. Những dòng mà China xuất Nhật và Indo xuất Nhật. Đây mới có một con Ryobi nha này. Ba khúc cực đẹp nha. Đây, của dòng GPX. À, một số cường dây trong thì có cường 2 3 khúc, cường tây có rắp khúc 3m một con này. À, một số cường cắm gốc. Đây cô xích cầu biển, một số cường lô hai chi cho mình này và một số cường cung ngâm nha. Cung ngâm cầu biển như mình đây. Cung ngâm lan xe. Cứng từ 30 đến 50 cho mình ạ. Thì em sẽ báo rõ tình trạng tất cả sản phẩm ở đây. Anh em lưu ý chốt đơn liên hệ trực tiếp 0923534779 cả Zalo và số điện thoại. Bên em sẽ ship có toàn quốc tận nhà, anh em nhận hàng nha, kiểm tra hàng, thanh toán qua nhân viên giao hàng giùm em. Được kiểm tra hàng nha anh em. Nói chung là được kiểm tra hàng thì mình là lưu ý, mình quay video lại giùm em. À, thì đây ship có toàn quốc 30 ngàn một đơn, mua hai sản phẩm hoặc thanh toán chuyển khoản trước thì bên em sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình ạ. Thì anh em có xem được video thì cho em được đăng ký một thông báo nha. Những video thêm lên mình nhận thông báo sớm, mình vào mình tham khảo các bộ máy và cần nhiều hơn. Ở mã số 1 thì đây sẽ có một con máy này. Đây con máy của dòng Shimano nha, dòng Beermaster 4000. Con này hàng lướt cực đẹp nha. Đây, con ngâm lăn xe được này. Hàng Japan nội địa Nhật nha. Đây Shimano. Shimano thì đa số là size chuẩn cho mình 4000 nha. Máy thì còn rất là đẹp. Con này thì thông số cước như sau, số 3 được 200m, số 4 150, số 5 được 110m. Đây có một ít số cước sẵn nha. Đây, toàn thân con này thì bằng carbon và lô cước bằng hợp kim. Lưỡi gà này, lô cước này, gạt cước nha. Cực kỳ nhảy luôn, còn lăn cước còn mới. Thì con này đổi tay trái phải được. Thì có dòng thì có ABS đầy đủ nha. Đây một chiều này. Bao mượt như này. Còn bây giờ là bao mượt hàng lướt nha. Cực đẹp chưa. Cái này nó kêu là nó kêu cái cước nha. Để mình tắt cái cước này cho mình, nó sẽ kêu này. Sẽ cước lòi đây. Đây. Cực ngon nha. Đây, máy rất là mượt nha. Nhìn cái cước hồi nãy thôi. Con này thì mã số 1 cho anh em. Trọng lượng con này là 360g, giá là 1.400.000. Beermaster 4000 nha, hàng lướt cực kỳ đẹp cho mình. Số 2 thì một con máy của Đài Loan, con này thì của dòng là Đài Loan, dòng là Cardia Kit nha, 2500. Con này thì size 2500 thì con này cối nông như này, cối nông thì size 2500 thích hợp với con lua, con lăn xe. Con này thông số là như sau, PE thì 0.3 được 140m nha. Thì Cardia này của dòng Kit thì hàng Thái Lan xuất Nhật này, made in Thái Lan. Toàn thân cũng là carbon, lô cước bằng hợp kim, lưỡi gà này, lô cước nha. Gạt cước cho là máy thì ok hết, còn lăn cước thì còn mới, đổi tay trái phải được. Những cái dòng mà thì nhẹ như này, thích hợp mình có lua, có ISO này, ABS đầy đủ nha. Mấy con này thì khỏi bàn rồi, một chiều cực mượt nha, chúc chặn hai chiều ở đây. Con này trọng lượng của máy rất là nhẹ nha, con này chỉ có là 260g thôi nha. Trọng lượng của máy là 260g, mã số 2 ạ, giá là 1.800.000 nha. Đây 1.800.000, đây qua KD Kit nha. Rồi đối với cần thì mã số 1 có 24 mẫu cần. Số 1 thì đây sẽ có một con cần ISO của dòng Daiwa, dòng Kenlab nha này. Đây là Kenlab carbon, giáp chống đạn như mình đây. Độ dài là 3m, độ cứng 10 nha. Cứng 10 thì tầm khoảng độ cứng 1 thôi. Thì phôi của mình là phôi hay da Kenlab biết rồi. Thế là mình câu cảm giác con này thì rất là mềm nha, không cứng lắm, cứng 1. Ngọn tầm khoảng 0.8 ly, ngọn sẽ có 1 này, 2, 3 khuyên chạy nha. Anh em lưu ý cái ngọn con này là ngọn đặc nha này. Đây ngọn đặc, ngọn tháp nha. Đây. Cái chỗ này thì nó bị chóc sơn một xíu và cái chỗ này có cái khấng tháp cho mình đây. Lưu ý nha. Con này trừ cái lắm ngọn sẽ có 1-4 khoen chạy này. Đã trừ lắm ngọn nha. Còn tất cả cái lắm còn lại của cần á đều là phôi hai da của dòng Kenlab. Mấy con này thì hàng về có chưa có vệ sinh á. Con này thì anh em lau chùi lại sạch sẽ nha. Đây, có dính bụi cho mình thôi. 3m độ cứng 1 như này. Bắt gập Fuji F6. Tay cầm thì được làm nhám thế này. Trọng lượng cân được là 130g, mã số 1, giá 800.000. Số 2, một con cần ISO khoen nhỏ của dòng Shimano. Đây Shimano nha. Holiday ISO, độ dài con này là 4m, độ cứng 3. Dòng XT, hàng China xuất Nhật như này. Có mã code và tem vàng đầy đủ đây. Thì cứng 3 thì cần ra thẳng nha, tầm khoảng 5h cho mình. Ngọn con này thì là ngọn 1.4 ly. Đây tổng thể này, ngọn sẽ có 1 này, 2 khoen chạy nha. Đây có định vị cho mình đây. Con này thì phôi của mình là phôi carbon xoắn vân, nước sơn màu bạc cho mình. 4m cứng 3 Shimano, hạ tay tầm khoảng 5h nha. Cần ra thẳng tắp cho mình luôn. Là tình trạng lắm gốc thì nó sẽ có sức dầm dầm thế này. Đây, sức dầm dầm nha. Còn mấy lắm ở trên thì còn đẹp này.
4m cứng 3, Fanpad Fuji, trọng lượng con này là 170g, mã số 2, 650.000, 650 ạ. Số 3 thì một con cần ISO khoen nhỏ, con này của dòng Olympic này. Độ dài con này là 18 feet là 5m4, độ cứng 4 nha. Cứng 4 thì hạ tay tầm khoảng 5-6h, cần carbon. Đây Olympic carbon nha, hàng nội địa Nhật. Cái dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji dạ quang nha. Con này thì cứng như này, tương đối cứng, ngọn lớn. Cứng 4 thì dạng cứng rồi, ISO khoen nhỏ. Ngọn 1.8 ly nó sẽ có 1 này, 2, 3 khoen chạy nha. Cần carbon. Con này thì nói chung là phôi nó dày nha. Tình trạng hơi xây xước thì để cho mình giá rất là rẻ thôi. Cho nên phải hạ tay, đánh chép, không ngâm là được này. Đây. ISO khoen nhỏ, tình trạng lâm gốc thì nó sẽ có sức sơn thế này. Còn mấy lóng còn lại thì còn đẹp đấy nha. Khoen Fuji dạ quang, bắt tập bắt gập này, Fuji chữ vàng F7. Đây, 5m4 cứng 4. Tay cầm cuốn chỉ hết. Trọng lượng 410g, mã số 3. Giá là 400.000 cho mình thôi nha. 400. Cần là cần carbon như này. Đây Olympic carbon nha. Dòng carbon rod, dòng GR cho mình. Số 4, một con cần ISO khoen nhỏ. Con này thì cực đẹp như này. Độ dài con này là 5m4, độ cứng 1. Của dòng carbon rod, dòng siêu ta nha. Đây phôi carbon xoắn hai da giống như dòng NFT cho mình đây. Thì khoen con này là khoen Pad Fuji xứ 8, cứng 1 thì nó rất là mềm như này, cảm giác thôi. Ngọn nhỏ tầm khoảng 1 ly, ngọn sẽ có 1 này, 2 này và 3 khoen chạy nha. 3 khoen chạy, con này trừ cái lóng ngọn là carbon nước sơn màu đen. Cái lóng thứ hai thì carbon nước sơn màu xanh này. Còn những lóng còn lại là carbon xoắn hai da. Nó y chang cái dòng NFT luôn. 5m4 này mà nếu hạ từ tay xuống thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào 3h thôi như này. Cần ra thẳng nha. Row zip đều được này. Đây phôi hai da cho mình rất đẹp nha. Dạng NFT. Cái này thì dính sơn đồ nha. Đây lớp bóng 2K, hàng về có chưa có vệ sinh lâu thôi. Bắt đầu bắt gập này Fuji F6 nha này. Đây, bắt gập Fuji F6 5m4 cứng 1. Phôi hai da. Trọng lượng cân được là 240g, mã số 4 nha này. Giá có này 600.000. Mã số 5. Số 5 thì một con cần ISO quen nhỏ cho mình. Con này thì của dòng Daiwa. Con này có chế độ zoom nha. Đây có chế độ zoom thế này. Con này độ dài cũng cần hết á, là 5m3. Con này có chế độ zoom 4m5 zoom 5m3 nha. Thì thông số con này thì hàng của mình Taiwan xuất thị trường Nhật, 5m3 độ cứng 1, thật là mình câu cảm giác thôi. Khoen là khoen Pad Fuji loại xịt đất xám. Con này thì nó thay cho mình cái Rubu 360 độ chống xoắn rồi nha. Đây, 360 độ chống xoắn này. Ngọn con này thì là ngọn 1.3 ly. Thì con này ngọn sẽ có 1 này, 2, 2 khoen chạy nha. Có thể 5m3 thì nó hạ cho mình một xíu ngọn như này. Hiện tại nó còn hạ 22 phân rồi. Nó thay cái Rubu khác. Hiện tại cần nó chỉ còn cho mình là 5m1 thôi. Em lưu ý nha. Và có chế độ zoom, con này thì 4m5 xu 5m3 cho mình ạ. Đây phần các bạn xoắn vân. Ai muốn có 4m5 thì ngang đây, 5m3 thì lúc lắm zoom ra luôn. Đây lóng zoom của mình nha. Cái này là zoom này, thì chắc chắn như này. Cái dòng này thì nó sẽ có hai đời, một cái là của Japan, một cái Taiwan. Thì con này hàng Taiwan xuất Nhật nha. Là đã thay cho mình cái bu thế này rồi. Khoe Pad Fuji xứ xám hết. Trọng lượng của cần thì cân được là 180g, mã số 5, giá 600.000. Đây đã tốt như này. Còn limited cho mình. Số 6, một con cần ISO khoen nhỏ, con này thì của dòng là NFT, độ dài là 5m4 như này, độ cứng 3 này. Đây cứng 3 nha, ba gạch cứng 3 của dòng DX. Con này thì dàn khoen của cần là dàn khoen full sheet hết nha. Đây dàn khoen full sheet hết. Cứng 3 hạ tay cho mình thì ra cho mình tầm khoảng vào 5h cho mình này. Con này thì đã được hạ ngọn nha, 5m4 hạ 20 phân, hiện tại là còn 5m2 thôi. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 1.8 ly, sẽ có 1 2 3 khoen chạy nha. Phôi carbon xoắn vân toàn thân. Con này cần ra thẳng và cứng nha. Hạ tay cho mình đánh chép đều được này. Đây, tổng thể thế này. Carbon xoắn vân toàn thân. 5m4 NFT. Mấy con này thì đều là hàng nội địa Nhật rồi. Dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet hết. Pad của mình là pad cầm Fuji S7. Tay cầm thì được cuốn chỉ. Đây, cực chắc chắn nha. Trọng lượng cân được cho mình là 340g, mã số 6. Giá 800.000. Mã số 7. Số 7 thì một con cần ISO khoen nhỏ. Con này thì của dòng mình Daiwa. Đây Daiwa xong mà Drift Power nha em. Độ dài là 56m3, độ cứng 1.5. Daiwa này. Thì cái con này Daiwa có mình là Daiwa nội địa nha. Con này nội địa Nhật, cực kỳ ngon rồi. Đây, bắt là bắt gập nha, bắt vặn nha, bắt vặn Fuji Daiwa. Thì phụ kiện con này thì nó sẽ có một cái đắp chụp kèm cứng như này. Thì tất cả các sản phẩm bên em đều có đắp chụp kèm hết nha này. Những con cần lục hay cần ISO có đắp chụp hết. Thì con này thì phôi của mình là phôi hai da này. Dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet. Ngọn cần á thì đo cho mình trên này xác á là ngọn 1.2 ly, độ cứng 1.5. Ngọn con này thì nó sẽ like cho mình cái đầu bu xứ xám, ngọn thì sẽ 1 này. Nó sẽ like cái đầu bu xứ xám và cái ngọn chạy trên này xác thôi. Còn những còn lại hết nha, là dàn khoen full sheet hết. Ngọn sẽ có 4 khoen chạy như này. Trừ cái lóng ngọn này ra này. Đây,
còn tất cả các lóng còn lại của cần á đều là phôi hai da hết nha. Đây, cái lóng hai vẫn có hai viên chạy này, đây, phôi da nha. Còn đây mà hạ cần tay xuống thì cần đã thẳng cho mình á, tầm khoảng 3-5-4 hát cho mình. Đây cần thẳng nha, đây phôi hai da toàn thân. Dạng khoen của mình là dạng khoen full xích này, là dạng khoen full xích của đây qua 6m3, độ cứng là 1.5, có like cái đầu bu xích cho mình. Đây, còn rất đẹp nha, hàng nội địa Nhật. Trọng lượng của cần thì cân được cho mình á là 310g, mã số 7 này, giá là 1.500.000. Mã số 8, số 8 thì ở đây sẽ có một con cần lộc, con này thì cần lộc của dòng máy carbon, độ dài công cần là 39 của Simat nha. Simat này thì hàng Korea xuất Nhật, độ cứng 27, nó rơi cho mình tầm khoảng vào DX. Dạng khoen của mình là dạng khoen Fuji, đây loại xịt xám hết nha. Ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 2.6 ly, ngọn sẽ có 1 này, 2 khuyên chạy nha. Đây 1 và 2 khuyên chạy cho mình, nước sơn thì màu bạc thế này, đánh lập đầu cần gần bờ. Trong lóng clip của nó thì còn đẹp, đi kèm là 4 lóng nha. Có sức chơi sơ theo cần thôi. Đây, đóng semi chống độ đầy đủ, 39, độ cứng 27. Khoen pad Fuji, loại xịt xám, pad tập bất gập này Fuji F7. Đây, Simat 39, tổng thể thế này. Trọng lượng của cần thì cân được là 370g, mã số 8, giá 600.000, 600 cho mình nha, giá rất là tốt. Tiếp theo mã số 9, số 9 thì một con cần lộc carbon của dòng Super Carbon, độ dài là 4m5, đi kèm 5 lóng, độ cứng 25 này, 25 tầm khoảng EX, đánh lộc độ cần gần bờ. Dạng khoen Fuji, đây lọ xịt đất xám, cứng 25 thì con này nước ngọn của mình là nước sơn màu trắng nha, ngọn thì đo được là 2.5 ly, ngọn sẽ có 1 này, đây vừa 2 khuyên chạy nha. Khúc trên này thì nó sẽ sơn nước sơn màu trắng, còn dưới này thì nó quẹt nước sơn màu trắng, nó còn dính sơ sơ thế này. Đây, ngọn là ngọn carbon như này, cần carbon xoắn vân toàn thân hết. Thì các lóng con này thì nó được quét cái sơn nó hơi cũ nha. Đây, cần carbon hơi cũ này. Lóng thế này, 1.5 cứng 25, đánh bạc bãi bạc biển, đánh lục độ cần đều được. Quen pad Fuji, lợi xịt đá xám. Trọng lượng của cần thì cân được cho mình á là 380g, mã số 9, giá 600.000. Đây, 1.5 nha, 600 ạ. Số 10 thì sẽ có một con cần lộc, con này thì cũng đánh lộc độ cần gần bờ của dòng NFT, dòng Power Lock như này, dòng Acid. Độ dài là 4m, độ cứng 20, hàng mình Singapore xuất Nhật này, đây có tem nội địa cho mình đây. Dòng Acid nha. Cứng 20 thì cứng tầm khoảng FX, anh em đánh lộc tầm khoảng từ 15m độ lại là vừa. Dàn khoen Fuji đen, lọ xịt đất xám, ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Con này thì phôi carbon xoắn hai da cho mình hết rồi, ngọn chỉ có 1. Đây và hai khuyên chạy nha. Phôi da của dòng NFT. Dòng Acid này, 4m nha, đánh lộc độ cần gần bờ. Đây, tập thể thế này, đóng semi chống nổ đầy đủ đây. Phôi carbon xoắn 2 da. Khoen đen lợi xịt đá xám, 4m cứng 20, phát gập Fuji F7. Tình trạng có hơi xây xước, trọng lượng con này là 370g, mã số 10. Giá 2 triệu như này, 2 triệu cho mình ạ. Mã số 11 thì sẽ có một con cần lộc, con này thì của dòng Shimano nha. Đây, Shimano dòng là dòng Shimano dòng Sutlader FV, độ dài là 405. Đủ các là DST, ra cho mình tầm khoảng 27. Hàng Indo xuất thị trường Nhật này, có mã code và tem vàng đầy đủ hết. Tình trạng thì có xước như này. Cái lá gốc này thì có xước dâm nha. Nó sẽ có xước dâm thế này. Bắt gặp Fuji Stylus LS7. Giang khoen Fuji, đây loại xịt đất xám. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.5 ly. Đây, tình trạng ngọn thì có xước nha. Những dòng xe đời thì có định vị này. Đây có định vị khoen này. Đây có định vị khoen nha. Phôi của mình là phôi carbon xoắn vân. Đây. Cái lóng ngoài thì có xước nha. Và cái lóng ngọn xước. Còn cái lóng gốc của nó thì sức cơ sơ thế này. Đây, và sức dâm theo cần thôi, dạng sức lông mèo nha. Quẹt quẹt thôi, cho mình không ảnh hưởng chất lượng phôi. Những con này thì hàng đến mình nhận hàng đồng kiểm hết, khoen thì còn đẹp không nứt chân. 4m05, độ cứng là DST, Shimano dòng Sutlader, trọng lượng 400g, mã số 11, giá 1.8 ạ. Mã số 12 thì sẽ có một con cần lộc, con này của dòng Shimano. Cái này cũng là dòng Slider như này, dòng này dòng FV thì hàng China xuất Nhật. 405, độ cứng là EXT, E thì tầm khoảng 25, đánh đầu cần gần bờ. Có mã code và tem đầy đủ đây. Con này thì bát của mình là bát gập này, Fuji NF7, đời cao. Dàn khoen là dàn khoen full xích nha. Đây, dàn khoen của mình là dàn khoen full xích. Thì ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Đây ngọn sẽ có 1 này. Khuyên chạy nha, có định vị hết. Cái dòng FV này thì hàng China, có định vị nha. Và dàn khoen xích, nước sơn màu đỏ, cực đẹp rồi. Đánh lục đầu cần gần bờ. Đây, lòng lấy cổ ok nha, đóng xe mình chống nổ đầy đủ này. Phôi carbon xoắn vân, con này thì hầu như còn rất là đẹp. Nó đẹp hơn con DS hồi nãy cho mình rất nhiều. Trọng lượng con này là 360g, mã 12, giá 2.200.000. Đây, 4 con là ST nha, của dòng Shimano dòng Slider FV. Tiếp theo thì sẽ có một con cần lộc,
Con này thì cần lọc có dòng Ruby hàng tuyển này. Con này cực kỳ đẹp nha, phôi hai da. Cái con này có dòng là GPX nha. Dòng GPX thì anh em biết rồi. Mấy con này thì hàng nội địa Nhật hết, dạng khuyên full ship này. Thì thông số con này cần lọc 3 khúc của dòng Ruby, dòng Pro Sky 405, độ cứng là 27, nó ra cho mình tầm khoảng vào DS, nó sẽ cứng bằng con CS nha, cần rút cho mình, hàng nội địa Nhật. Dạng khuyên là dạng khuyên full ship này, một khuyên ship này, hai khuyên ship là khuyên đẹp, khuyên gập nha. Còn hai khuyên còn lại là hai khuyên chết. Thì cứng 27, ngọn con này thì ngọn lớn, ngọn 3.4 ly, nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu full ship chống xoắn cực kỳ lớn, đóng semi chống nổ. Phôi con này là phôi carbon xoắn hai da toàn thân này. Đây phôi carbon xoắn hai da toàn thân nha. Cực kỳ đẹp cho mình luôn. Bắt đầu bắt gặp Fuji Stylus, đánh lộc độ cần gần bờ. Nó ra cho mình tầm khoảng từ 35m độ lại là vừa nha. Trọng lượng của cần cân được là 450g. Đây, cần còn mới nha. Rồi cho mình tầm khoảng trên 90%. Ngọn là ngọn 3.4 ly, mã số 13 nha em. Giá con này là 3.200.000. 3.2 nha. Đây phôi hai da toàn thân 7 cá nha. Cực kỳ ok. Cái dòng mà tiền em biết rồi, cực kỳ hiếm nha. Nhưng dòng mà GPX á của Ruby ạ. Rồi tiếp theo cho mình có hai con cần dây trong. Dây trong thì em để cho mình giá rẻ nha em. Hai và ba khúc này thì để cho mình 1.400.000 một cây thôi. Thì mã số 14 là một con cần dây trong hai khúc của Alpha Taco. Độ dài cần là 2m4 cứng 30, hàng Korea. Đây tổng thể thế này, có xây xước nha. Khuyên của mình là khuyên xích này, dòng xích power. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.6 ly. Cứng 30 thì nó dạng cảm giác và mềm nha. Tay cầm cán bút bát vặn Fuji đây. Tổng thể thế này. Thì thích hợp mình về mình luồn dây hoặc mình có thể lên khuyên đều được, cùng ngâm lan xe. Trọng lượng 280g, mã 14, 400.000. Giá rất là tốt này. Mã 15, 15 thì con cần chỉ trong 3 khúc luôn. Con này cũng để cho mình là giá 400 nha. 3m3 cứng 50. Con này phôi hai da này. Thì cứng 50, ngọn con này thì đo được là ngọn 2.8 ly. Đóng semi chống nổ, khuyên chạy con này thì khuyên xứ xám nha. Đây, cần được cần 3 khúc. Tay cầm cán bút bắt là phát vặn Fuji DPS. Gốc con này thì có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Những cái dòng này thì anh em muốn thì em sẽ hỗ trợ luồn cước qua trước nha. Thì anh em về cái nối cước và mình kéo qua thôi thì mình câu được. Trọng lượng là 340g, mã 15, 400.000. Mã 16, 16 thì một con cần tay nha em. Con này là cần tay ráp khúc nha. Cần tay ráp khúc có dòng Olympic, dòng GR cho mình đây. Con này thì thông số như sau. Cần tay ráp khúc của dòng Olympic, dòng GR, đi kèm là 4 lóng, độ dài là 3m nha. Đây 10 feet 3m cho mình. Tay cầm thì được cuốn chỉ như thế này, độ cứng tầm khoảng 2h thôi. Thích hợp anh em mình roll, zip, mày dân này. Đây có khảm sơn mài và rất đẹp nha. Trong bức carbon, ngọn 0.8 ly, cứng tầm khoảng 3h, độ dài là 3m. Đây tổng thể thế này. Cần thì nó sẽ còn ok nha. Nó không có lớp chụp và không có bao vải kèm cho mình thôi. Đây, cần tay đắp khúc 3m. Trọng lượng rất là nhẹ luôn, 80g, mã số 16, giá 500.000 ạ. Mã số 17, một con cần cắm gốc. Con này thì thiết lập trên em mình câu zip, câu biển, câu ngâm này, câu đáy nha này. Con này có dòng là Navigator, độ dài cần là 1.9, cần cắm gốc nha. Nguyên cái dòng khoen con này thì dòng khoen full zip hết. Những dòng Navi thì anh em xài nhiều cái dòng này thì biết rồi, nó là nội địa Nhật hết nha, 100% luôn. Ngọn cần tới đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 1.8 ly. Cái đầu bu full zip này và dòng khoen Fuji 3 chân zip hết cho mình đây. Câu ngâm lăng xe nha, 1.9 cắm gốc. Câu zip, câu biển thì mình đều được, bắt vặn Fuji chữ vàng. Tay cầm cán bút nha, cần cắm gốc Fuji Japan. Thì độ cứng con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào MH tính theo cần lô. Còn dòng mà câu ngâm á thì cứng trên 80 nha. Trọng lượng của cần cân được là 360g, mã số 17, 1.200.000. Mã số 18 thì đây sẽ có một con cần cắm gốc luôn. Con này cũng dạng câu ngâm, câu đáy cho mình đây. Con này thì ngọn của mình là ngọn đặc thủy tinh. Con này thì cần có Suyumi cho nên độ dài con này là 2m15 nha. Đây của dòng Suyumi, độ dài là 2m15. Thì anh em lưu ý con này ngọn của mình là ngọn đặc thủy tinh. Và pad con này là pad vặn nha, Fuji. Tay cầm cán bút, dàng khoen Fuji nha. Đây, Fuji 3 chân hết cho mình đây. Ngọn đặc thủy tinh, những cái con ngọn đặc này thì anh em cấu rất là tốt rồi. Ngọn con này thì hỗ trợ một cái đầu bu full xích chống xoắn, ngọn 2.5 ly. Độ cứng con này cũng rơi cho mình tầm khoảng trên 80. Và cứng tầm khoảng MH, tính theo cần câu lưu cho mình đây. Đây, ngọn đặc nha, 2m15. Suyumi trọng lượng con này là 360g, mã số 18, 800.000. 800 nha. Mã số 19 là một con cần lưu hai khúc máy đứng. Con này thì cán bần như này. Đây con này thì cần carbon. Độ dài con này là 1m8 cần lưu. Thì dạng khoen con này là dạng khoen chính hãng theo cần nha, dạng khoen nhôm. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng với ML. Thích hợp mình lưu lóc, lưu chẽm. Anh em mình lưu mực đều được đây. Đây cần lưu nha. Tay cầm con này thì bằng cán bần cho mình. Cần thì nó sẽ còn đẹp và sáng, bắt vặn này. Cứng ML. Trọng lượng cân được là 110g, mã số 19, giá 300.000 nha.
300 cho mình thôi ạ. Mã số 20, 20 thì một con cần he chi 2 khúc. Đây con cần he chi 2 khúc này là carbon của dòng Suzumi này. Đây Suzumi. Độ dài là 1,5 m này, độ dài là 1,5 m, độ cứng là 15, dàn khoen Fuji loại sợi xám. Con này bị hụt ngọn nha, nó hụt tầm khoảng vào 23 cm cho mình thôi. Hiện tại nó còn là 1,47 m. Đã thay cái đầu bu Fuji xứ xám cho mình rồi. Khoen Fuji xứ xám hết. Cứng 15 nha, hụt tầm khoảng 3 phân cho mình. Anh em lưu ý nha. Tay cầm con này thì nó bằng cái cán gỗ thế này. Và pad của mình là pad gập nha, Fuji F6. Trọng lượng của cần là 110 g, mã số 20. Giá con này thì là giá 400 như này. Giá 400.000 nữa. Anh em lưu ý nha, con này bị hụt nha. Nó hụt một xíu nha. 3 phân. Mã số 21. 21 thì đây sẽ có một con cần là 2 khúc của Alpha Tactical nha, chuyên dụng công ngâm lan xê. Độ dài con này là 2,7 m, hàng của mình là hàng Korea xuất Nhật, độ cứng là từ 30 đến 50. Phôi của mình là phôi carbon sóng vân, ngọn cần thì là ngọn đặc, ngọn tháp như thế này. Ngọn có này thì đo cho mình là xác cái này là ngọn 1.8 ly nha. Phôi carbon sóng vân. Thế được bạn em đánh chép nha. Đánh chép ao sông hồ dịch vụ này. Câu ngâm cô lan xê được này. Đây. Thì tay cầm con này thì bằng cán carbon và pad là pad vặn này, Fuji dòng Trio Six 20. Tổng thể thế này. 2,7 m, cứng 30 đến 50, trọng lượng cân được là 240 g, mã số 21. Giá 700.000 như này. 700 cho mình ạ. Mã số 22, một con cường 2 khúc cũng dạng câu ngâm, cho nên mình câu dứt biển đều được nha, mồi nhẹ. Con này thì cũng của Alpha Tactical luôn. Để Alpha Tactical như này. Sam Pro Fighter, độ dài là 2,4 m, độ cứng 30. Con này thì dạng khoen của mình là dạng khoen Fuji nòng sống nha. Và cái ngọn trên của cần á là dạng khoen Fuji khoen lá. Đây tổng thể thế này. Độ cứng 30 thì thích hợp mình câu biển, câu những dòng mà cá da bò nữa, tầm khoảng 2-3 kg đổ lại cho này. Chỉ 300-400 g mà thoải mái này. Ngọn là 2 ly, dạng khoen Fuji này, nòng sống. Trên là khoen lá, nước sơn thì còn rất là đẹp nha. Đây tay cầm con này thì bằng cán mút nha. Bắt phát vặn Fuji Alpha Tactical chính hãng cho mình luôn. Fuji Japan nha. Trọng lượng cân thì cân được là 280 g, mã số 22, giá là 1.200.000. Mấy con này thì nói gì khỏi bàn nha này. Cứng 30 mà anh em câu cảm giác á, đi câu biển á, cực kỳ là ok luôn. Mã số 23 là một con cần là 3 khúc của dòng Daiwa. Đây, Daiwa 3 khúc. Dòng Sea Power, độ dài là 3 m, độ cứng 30. 30 thì cũng dạng cảm giác mềm. Hàng Korea xuất Nhật có mã code và tem vàng. Thì cứng 30 con này ngọn, con này đo cho mình á, thì là 2.5 ly, nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bua Fuji, dạng quen là Fuji ba chân sứ đen ở đây, nước sơn thì màu trắng như này. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji Daiwa chính hãng cho mình, chuyên dụng công ngâm đăng xe. Đây cần thì nó sẽ còn đẹp nha và sáng hết. Korea 3,30 m, trọng lượng 430 g, mã 23, 800.000. Rồi cuối cùng thì mã số 24 là một cục cần 3 khúc cũng dạng công ngâm đăng xe, con này thì cực đẹp như này. Con cần là cần 3 khúc, độ dài con này là 3,3 m, độ cứng 50. Cái dàn khoen con này là dàn khoen full sit nha. Cái khoen con này là khoen đề ba của mình nha. Khoen đề ba con này là khoen nó độ dây trong như này. Nó sẽ mình giúp nhẹ mình sẽ bó cái máy trên này. Rồi mình luồn cái cước thẳng cái đây nha. Xong mình sẽ lòi qua bên này. Đây, tổng thể thế này nha. Khoen con này thì khoen sit gold này, khoen đề ba của mình á. Cứng 50 thì ngọn cần thì đo cho mình được là ngọn 2.5 ly. 50 thì nó sẽ dạng vừa, không cứng và không mềm lắm. Tất cả dàn khoen này dàn khoen full sit, đầu bu full sit chúng xoắn. Tổng thể thì con này còn mấy cứng như này, nước sơn màu đen, hàng nội địa Nhật cho mình. Tay cầm cán mút và pad con này bắt vặn Fuji FPS D20, cầu ngầm đăng xe đánh chép ao sông hồ dịch vụ được, Fuji Japan. Gốc sẽ có một dây buộc bảo hiểm như thế này. 3,3 m, cứng 50, trọng lượng con này là 410 g, mã số 24, giá 900.000. Rồi tổng thể thì đây sẽ có cho mình là 24 mẫu cần và 2 con máy. Thì anh em ưng mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại. Chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo, thêm sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi chúc tất cả anh em có một ngày cuối tuần vui vẻ nha, đi câu thật nhiều cá cho sức khỏe. Hẹn gặp lại lần sau ạ.